cung nương sắc phong châu lục cung nương vốn dòng Trần Thị sinh dân trên ngàn. Sơn lâm ngồi đền thờ cao ngất nón xa.
xanh. Đền thờ châu ở chốn thiên thai, dốc 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 bên sườn núi sau đường đèo bạn đùng ca hát, dốc 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 bên sườn núi sau đường đèo bạn đùng đi về, dốc 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 bên sườn núi sau đường đèo bạn đùng ca hát, dốc 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 bên sườn núi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
môi ống vượt ngàn nên non, nhịp chân bước thiên sơn vạn thủy, mắc nệ ngà tu khí danh là sang đời đời, đem cho trăm họ mà được giàu sang đời đời. Lộc tài châu mới ban ra, bốn phương hội họp đem qua đền này, ban cho tiên tôn lụa dày, bồng lộc cho lắm về đây càng nhiều, và ban cho giải nhất sang nghiêu. Dẫn thôn ấp còn thù giặc nguyên thù
xa